Bạo quyền Huế sẽ đối thoại với Đan viện Thiên An. Bạo quyền tỉnh Thừa Thiên sẽ có buổi gặp gỡ với Đan viện Thiên An nhằm giải quyết việc cưỡng chiếm đất đai để giao cho một công ty tư nhân xây khu nghỉ mát tại vùng đồi núi được mệnh danh là Đà Lạt ở Huế. Trong thông cáo đưa ra vào chiều thứ Hai ngày 10 tháng 7, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên cho biết là họ sẽ xem xét các nguyện vọng chính đáng của Đan viện Thiên An, nhưng phải trong cái gọi là khuôn khổ luật pháp cho phép. Thông báo không ghi rõ ngày giờ mở cuộc đối thoại, nhưng Linh Mục Cao Đức Lợi cho biết là buổi tiếp xúc sẽ diễn ra vào sáng hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 7. Ngoài đại diện của Đan viện Thiên An, một số linh mục thuộc Tòa Giám mục Huế cũng sẽ tham dự. Cần nhắc lại là trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, Bạo quyền Thừa Thiên đã huy động gần 200 sai nha kéo đến Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, đập phá trụ thánh giá và hành hung nhiều đan sĩ, thậm chí còn phong tỏa các lối ra vào khu đồi núi này. Dân Điện Bàn bao vây cô lập nhà máy thép Việt Pháp suốt một tuần qua. Gần một tuần qua, hàng trăm người dân thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã dựng lều trại và chốt trận trước cổng nhà máy sản xuất thép Việt Pháp để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường sinh sống chung quanh. Người dân cho biết là trong mấy tháng qua, mức độ ô nhiễm và tiếng ồn càng thêm trầm trọng khi nhà máy này tăng thêm công suất hoạt động từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, bất chấp các lời hứa hẹn trước đây là sẽ cố gắng giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Suốt một tuần qua, người dân đã đắp mô ngăn chặn các xe tải ra vào nhà máy. Cần biết là theo lời cam kết trước đây của nhà máy và nhà cầm quyền địa phương, thì đến tháng 6 vừa qua, nhà máy Việt Pháp sẽ rời đi nơi khác để trả lại sự trong lành cho người dân Điện Bàn. Nhưng đến hôm nay, không chỉ không di rời mà còn gia tăng công suất sản xuất, khiến bụi khói và tiếng ồn tràn ngập khắp nơi. Dịch sốt xuất huyết bộc phát mạnh ở các tỉnh miền Bắc. Dịch sốt xuất huyết đang bộc phát mạnh ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, với số người nhiễm bệnh cao gấp 4 lần so với mùa dịch năm ngoái. Tại miền Nam, số người nhiễm bệnh chiếm hơn một nửa số lượng nhiễm bệnh trên toàn quốc, trong khi tại các tỉnh Tây Nguyên thì giảm hơn nhiều so với năm trước. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam công bố vào hôm qua, thì toàn quốc hiện có 49.000 người nhiễm bệnh sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 14 người thiệt mạng. Một quan chức Bộ Y tế cho biết nguyên nhân bệnh này bộc phát mạnh là do mùa hè đến sớm ở miền Bắc, nên loài muỗi sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, toàn bộ 14 phường đều có người nhiễm bệnh với 125 ổ dịch được phát giác. Giới chức y tế cho biết thêm là Việt Nam chưa có được thuốc chủng ngừa hay thuốc chữa bệnh này. Biện pháp duy nhất mà người dân có thể áp dụng là diệt muỗi, diệt lăng quăng và tránh bị muỗi đốt. Trong khi đó thì giới chức cứu trợ thiên tai loan báo là trong vòng một tháng qua đã có 19 người chết vì mưa to gió lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, giới hữu trách đổ tội cho những cái chết này là do người dân chủ quan không cẩn thận nên bị nước lũ cuốn trôi. Chìm tàu ở Nam Phi, 4 thủy thủ Việt Nam được cứu vớt. 4 thủy thủ Việt Nam đã được cứu vớt kịp thời sau khi một tàu cá Đài Loan bị chìm tại vùng biển Nam Phi, cách vịnh Richards khoảng 344 hải lý về hướng đông. Chiếc tàu có tên là Siamfield 6 bị lâm nạn vào sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 7, nhưng may mắn có hai tàu cá Singapore và Marshall Island đi ngang qua, nên kịp thời cứu vớt 30 thủy thủ, trong đó có 4 người Việt. Tất cả được đưa vào cảng Durban của Nam Phi vào trưa hôm qua, giờ địa phương. Thủ lãnh tối cao quân IS tử trận trong một cuộc không kích của Nga. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS vào hôm qua lên tiếng xác nhận là thủ lãnh tối cao của họ, Abu Bakr el-Baghdadi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào ngoại ô thành phố Raqqa thuộc Syria. Lời xác nhận này được đưa ra gần một tháng sau khi Bộ Quốc phòng Nga loan báo là vị giáo sĩ thủ lãnh IS đã tử trận trong một đợt không kích của Nga vào cuối tháng 5. Theo tình báo Nga thì cuộc không kích diễn ra khi một số chỉ huy quân sự cao cấp của IS đang nhóm họp ở ngoại ô thành phố Raqqa. Một tuần sau khi Nga loan báo tin này, vào hôm 23 tháng 6, Liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu ở Syria cho biết là họ không thể kiểm chứng được
lý do là rất nhiều lần phe đồng minh loan tin là al-Baghdadi đã thiệt mạng nhưng tổ chức IS đều phủ nhận. Trong khi đó thì tại miền Nam Thái Lan, một số tay súng đã giả dạng công chức tấn công một gia đình Hồi giáo, bắn chết 8 người, trong đó có 3 trẻ em dưới 15 tuổi, 2 thành viên còn lại bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức Thái cho biết nhóm tấn công gồm 6 hay 7 tay súng và các nạn nhân đã bị bắt trói trước khi bị bắn chết. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm án này.